Trước chào cả nhà, hôm nay Thúy nấu món đó là lẩu bò. Thì lẩu bò thì có mua thịt bò đã rửa sạch và có trụng sơ qua nước sôi. Đây, một cục thịt bò này. Và có bò dừa viên. Đây là có nước dừa. Đây là có phở, phở đã trụng rồi. Và có rau. Ăn mỗi có ngò gai, rau quế, rau thơm, có hành, có củ hành tây, đây là củ hành tây, có gừng, có củ hành tím, có muối với đường phèn. Giờ bắt cái nồi nước lên, nồi nước lên thì cho một phần của nước lọc, chứ sẽ đổ nước dừa vô luôn. Nước mình cũng sôi rồi, giờ mình cho muối hột với đường phèn vô đây. Tại vì có nước dừa mình sẽ cho đường phèn ít. Rồi mình cho bò vô luôn. Mình cho vô đây một củ hành tây, 4 củ hành tím và gừng luôn. Bò của mình hầm nãy giờ cũng lâu lắm rồi, bây giờ mềm rồi, mình sẽ vớt cái cục bò này ra. Mình vớt ra rồi mình sẽ nêm nếm lại. Giờ mình sẽ cho cái bò dừa viên này vô luôn. Cái thịt mình ra dĩa rồi, bây giờ mình sẽ cắt, mình lấy kéo mình cắt từng cục cục. Ngon lắm, bò của mình nó mềm. Tại nó nóng quá mình phải cắt như vậy. Cắt xong hết mình sẽ bỏ vô cái nồi nước. Mềm ngon lắm. Bò này nó có vừa nạc, vừa mỡ, vừa gân. Đây bây giờ bò mình cũng cắt nó hết rồi, giờ mình cho vô đây luôn. Mình cho vô nồi nước luôn. Mình để ngoài lát gió nó khô và nó sẽ bị đen. Mình cũng nêm nếm lại vừa ăn rồi. Đây. Bây giờ mình nấu cái lẩu bò cũng đã xong, giờ mình sẽ múc ra một cái lẩu. Cũng đã nấu xong một cái lẩu bò.